Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế, chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các địa phương khẩn trương thực hiện kế hoạch xét nghiệm tổng thể trên toàn tỉnh dựa trên phần mềm lấy mẫu và trả kết quả bằng hình thức điện tử trực tuyến. Thông tin từ truyền hình Cà Mau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông VNPT Cà Mau khẩn trương quy động lực lượng hỗ trợ trạm y tế các xã, phường, thị trấn, các bệnh viện, trung tâm y tế, việc lấy mẫu, nhập liệu trên phần mềm lấy mẫu và trả kết quả bằng hình thức điện tử trực tuyến. Khẩn trương triển khai việc lắp hai hệ thống xét nghiệm PCR tại Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau và Bệnh viện Đa khoa Cái Nước. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan rà soát việc thông tin dữ liệu giữa các phần mềm của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, khẩn trương cập nhật các dữ liệu liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh lên hệ thống các dữ liệu của các cơ quan trung ương.